Cậu bé trắng tay vì xe bánh bao hóa tro tàn, bà con liền ủng hộ lá lành đùm lá rách khiến ai cũng xót xa. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một câu chuyện có cái kết rất đẹp về tấm lòng nhân ái, lá lành đùm lá rách của người Việt. Cụ thể trên mạng xã hội chia sẻ lại hình ảnh về một cậu bé bán bánh bao gặp chuyện không may khi đang trên đường mưu sinh. Toàn bộ thân xe và nồi bánh bao bất ngờ gặp sự cố khiến cho tài sản của cậu bé trong phút chốc trở thành đống tro, khung sắt trơ trọi. Xe máy vừa là tài sản đắt tiền, cũng vừa là công cụ để mưu sinh hàng ngày, bỗng nhiên bị thành tro tàn ngay trước mắt, khiến cho cậu bé vô cùng lo lắng. Nếu lo về tài sản một thì có lẽ nỗi lo về ngày mai, vì miếng cơm manh áo cho cả gia đình phải lên đến 10. May mắn thay, vào thời điểm chiếc xe bánh bao của cậu bé gặp nạn, có rất nhiều nhà hảo tâm ở gần khu vực đó chứng kiến sự việc, đã chung tay quyên góp số tiền nho nhỏ với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Nụ cười đã thật sự xuất hiện trở lại trên môi cậu bé sau khi đón nhận số tiền quyên góp từ các mạnh thường quân. Thông tin từ mạng xã hội được biết khi chia tay mọi người để trở về, cậu bé không giấu nổi hạnh phúc, đã rưng rưng nước mắt thay cho lời cảm ơn đối với những người tốt bụng đưa tay ra giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn. Bên cạnh đó, bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội cũng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn đọc. Với số tiền được quyên góp, mọi người hy vọng cậu bé có thể sửa sang lại chiếc xe, nồi bánh bao bưu sinh và bảo dưỡng định kỳ để tránh những rủi ro không đáng có khi đi đường. Suốt từ đầu năm tới nay, thông tin về các sự cố liên tục xuất hiện trên trang mạng xã hội, gây ra rất nhiều thiệt hại cả về người và của. Thế nhưng, trong cái rủi, dường như đôi khi vẫn có cái may. Nhiều người thiệt hại sau vụ việc đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các mạnh thường quân để có thể vực dậy sau biến cố. Bạn nghĩ sao về những hình ảnh đẹp này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.